hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện với hai động tác xây dựng sức mạnh cũng như là cơ bắp cho phần thân dưới. Những bạn nào có mong muốn rằng xây dựng cho mình một vòng mông cũng như là phần đùi thon gọn thì đây chắc hẳn là bài ưa thích của các bạn. Sắp tới động tác đầu tiên là squat, đúng không? Với squat với lại trái banh, đúng không? Các bạn có thể thực hiện squat overhead press như sau. Các bạn xuống, cố gắng phần mông của mình sẽ xuống, có thể ngang hoặc là thấp hơn đầu gối để có thể tác động vào phần mông của mình nhiều hơn. Lên, giữ thẳng người, thở ra, mắt nhìn lên phía trước, đúng không? Đẩy phần banh lên trên và thực hiện xuống, hít lên và thở ra. Cố gắng trong suốt xuyên suốt quá trình các bạn thực hiện động tác squat, hãy nhớ rằng xuống sâu, sử dụng phần bụng giữ chặt lên, siết chặt phần mông lại, cũng đồng thời giữ chặt phần thân trọng tâm. Xuống hít lên thở ra. Mình hãy cố gắng tránh những cái trường hợp người mình bị đổ lên phía trước hay là bị cong cái phần lưng, cố gắng giữ cho lưng của mình thẳng, đúng không ạ? Động tác thứ hai đó chính là lunge and twist. Mình sẽ thực hiện động tác lunge và mình sẽ nhảy lên, đổi chân và mình sẽ xoay trái banh, thực hiện theo động tác eo. Các bạn quan sát nha. Đúng rồi, chính xác. Khi mà các bạn nhảy lên, mình sẽ đổi chân xuống, hai đầu gối của mình sẽ vuông góc với nhau và đồng thời xoay, giữ cho người của mình thẳng, đừng để bị đổ lên phía trước hay là bị cong lưng như thế này. Các bạn vừa đánh vào phần cơ mông của mình cho các bạn có cơ mông đùi săn chắc, đồng thời mình sẽ gia tăng thêm được xây dựng nhóm cơ eo của mình thon gọn hơn. Chúc các bạn thành công.